Thưa quý vị, qua công tác xét nghiệm hộ gia đình lần thứ tư, thành phố Đà Nẵng ghi nhận còn nhiều ca F0 trong cộng đồng. Riêng ngày hôm qua, 31 tháng 8, có 8 F0 được phát hiện qua xét nghiệm đại diện hộ gia đình. 4 ca cộng đồng còn lại, gồm 2 ca là lực lượng trực chốt, 1 ca lấy mẫu diện rộng dân cư và 1 ca có triệu chứng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Chứng tỏ trong cộng đồng có nhiều ca F0 nhưng chưa phát hiện ra. Vì vậy, việc khoanh vùng chính xác khu vực nguy cơ cao là vô cùng quan trọng trong lúc này. Khi phát hiện ra các ca F0 thì các địa phương các đồng chí phải khoanh thật là chính xác các cái khu vực mà chúng ta nghi ngờ là có F0 trong đó. Tôi nhắc lại là cái việc này rất quan trọng, bởi vì chúng ta không thể đóng cứng thành phố mãi được, mà tới đây chúng ta phải xác định rất đúng các cái vùng đỏ. Tức là gì? Chúng ta phải phong tỏa đúng để chúng ta có những cái biện pháp về mặt xét nghiệm, về mặt giám sát ở các cái khu vực này một cách nó phù hợp. Đồng chí phải hết sức quan tâm, và tôi đề nghị CDC là CDC phải xuống cùng với ngành y tế đánh giá cái việc xác định khu vực phong tỏa của địa phương như thế đã chính xác chưa. Nhằm chủ động trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu ngành y tế phối hợp chặt chẽ với các quận huyện trong công tác kiểm soát, khoanh vùng, cách ly. Các quận huyện, chúng ta rà soát tính toán lại cái việc thành lập mới các khu cách ly với quy mô là nhỏ, hạn chế cái số lượng F1, nhất là những cái F1 mà chúng ta mới bổ sung vào, giao cho Sở Y tế và CDC trên cơ sở kết quả xét nghiệm trong 4 đợt, đặc biệt là đợt thứ tư này, có cái nhận xét, đánh giá và đề xuất để Ban Thường vụ sẽ họp để mà có cái hướng cho cái việc công tác phòng chống dịch trong thời gian đấy. Theo kế hoạch, sau ngày 5 tháng 9, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 thành phố sẽ ban hành nhiều biện pháp phòng chống dịch phù hợp với thực tế, trong đó tập trung ưu tiên xử lý dứt điểm dịch bệnh tại các vùng đỏ, khu phong tỏa có ghi nhận ca mắc COVID-19. Việc các địa phương đánh giá không đúng tình hình về mức độ, nguy cơ tại các khu vực phong tỏa sẽ tác động trực tiếp đến hiệu quả phòng chống dịch, không thể kiểm soát hết được F0 ở ngoài cộng đồng.